3. Nghe tiếng thuyết pháp giữa hư không Kinh văn Hiệu dĩ thử tâm, nội ngoại tinh nghiên, kỳ thời hồn phách, ý chí tinh thần, trừ chấp thọ thân, dư dai thiệp nhập, hỗ vi tân chủ, hốt ư không trung, văn thuyết pháp thanh, hoặc văn thập phương, đồng phu mật nghĩa, thử danh tinh phách, đệ tương ly hợp, thành tựu thiện trùng, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Việt dịch lại nữa, nếu đem tâm ấy quán sát tinh tưởng cả trong lẫn ngoài, khi ấy hồn phách, ý chí tinh thần, trừ ra xác thân đều giao tiếp lẫn nhau thay phiên làm khách chủ, rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giới này gọi là tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi rời xa khi kết hợp, để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt. Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh, thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh, thì liền rơi vào tà kiến giảng lại nữa nếu có người đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài cứu xét tinh sâu mãi không thôi trong và ngoài nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt đỉnh không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy hồn phách trải qua một sự thay đổi có ba hồn và bảy phách vía ở trong thân thể con người tôi đã đề cập đến mười anh em này trước rồi một số trong mười hồn vía ấy chỉ có tai hoặc mắt có trường hợp chỉ có mũi nhưng không có môi mắt tai mỗi trường hợp chỉ làm chủ một giác quan thiếu năm giác quan kia thế nên nó không có tác dụng riêng lẻ độc lập nó phải hợp tác hỗ tương với nhau như một đội bóng những ai có tai sẽ giúp cho người không có tai ai có mắt giúp cho người không có mắt nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau mười thứ hồn phách ấy cùng với ý chí tinh thần sẽ xen vào nhau thay phiên làm khách làm chủ nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau nó thay nhau đóng vai chủ và khách rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp có người đang thuyết pháp giữa hư không ai vậy ông nghe được tiếng nhưng không thấy được hình thực ra đó chỉ là ý chí tinh thần của chính ông nó thay phiên nhau đóng vai chủ và khách để giảng pháp hoặc nghe mười phương đều diễn bày nghĩa lý thâm mật ông có thể nghe tiếng giảng pháp từ giữa không trung sao vậy vì sự công phu tu tập của ông trong những đời trước ông đã từng nghe giảng rất nhiều kinh pháp nên trong tinh thần ý chí tư tưởng của ông không thể nào phai mờ được thế nên trong đời này khi ông dụng công tu tập đạt đến đỉnh cao nhất thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra cảnh giới này gọi là tinh thần thay phiên nhau khi rời xa khi kết hợp để cùng nhau gieo trồng những hạt giống tốt nó cùng hợp tác với nhau cùng lập thành một dây cùng nhau kết nhóm cùng nhau tách rời ra chúng có thể giảng nói phật pháp khiến cho ông có thể hiểu được những điều mà trước nay ông chưa hiểu vậy nên ông có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đời sau. Đó chỉ là trạng thái nhất thời, không phải là thường xuyên, không phải là chứng thánh. Đừng khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu rồi nói, hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi Pháp hội, ta có thể nghe giảng Pháp ở trong không trung bất kỳ khi nào ta muốn. Ông có thể được nghe giảng Pháp nhưng cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt nếu ông không trở nên tự mãn không tự cho rằng mình là kẻ phi thường nếu không muốn dối gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt giả sử như ông nói ồ ta có thể nghe phép ngay cả khi chẳng ai giảng nói cả ai có được điều ấy chăng không thế mà chuyện ấy lại đến với ta nhưng nếu ông quảng cáo khoe khoang trạng thái đó để mong có người tin ông thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến.